Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược là một công trình lịch sử văn hóa của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng để tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh trên vùng đất Sài Gòn Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Đền được khởi công từ ngày 19 tháng 5 năm 1993, nhân kỷ niệm ngày sinh lần thứ 103 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, trên một vùng đất rộng 7 hectare trong quần thể của khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Ngày 19 tháng 12 năm 1975, đền tưởng niệm khánh thành giai đoạn 1 và bắt đầu đón lớp lớp những đoàn người trong nước và ngoài nước đến tưởng niệm, dâng hương và nghĩ về một lẽ sống còn đã làm nên hồn thiêng dân tộc. Được thiết kế theo phong cách cổ truyền của dân tộc với các hàng cột tròn, trên lợp ngói âm dương. Cổng có hoa văn, họa tiết, mái cong của những cổng đình làng nhưng được cách tân bởi những vật liệu mới. Chính giữa cổng tam quan là biển đề, đền Bến Dược và trên các thân cột là những câu đối của nhà thơ Bảo Định Giang. Trải tấm lòng son vì đất nước, đem dòng máu đỏ giữ quê hương. Lòng biết công ơn nhang thơm một nén, đời còn bóng dáng sao sáng ngàn năm. Kiến trúc nhà văn bia là một nhà vuông có hai mái, lợp ngói, ở giữa đặt một tấm bia đá cao 3m, ngang 1,7m, dày 0,25m, nặng 3,7 tấn. Tấm bia đá này được lấy từ khối đá nặng 18 tấn ở Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và được các nghệ nhân đẽo gọt, chạm khắc những hoa văn độc đáo của dân tộc. Tấm bia đá khắc bài thơ của Viễn Phương, đây được xem là bảng hùng ca về đất và người Củ Chi, vực dậy lòng tự hào dân tộc, tự hào về quá khứ hào hùng của cha anh. Bản hùng ca giáo dục thế hệ trẻ với ngôn từ giàu sức biểu cảm, hào hùng và là một trong những bài văn bia được rất nhiều du khách khi đến nơi đều ghi chép lại. Đền thờ chính, kiến trúc mang dáng dấp đền đài cổ của Việt Nam. Điện thờ bố trí theo hình chữ U, trung tâm là bàn thờ Tổ quốc trang nghiêm được bố trí theo kiểu đình Việt Nam. Chính giữa có tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phía trên ghi: Vì nước quên mình, Tổ quốc ghi công, đời đời ghi nhớ. Tả, hữu là hai hương án thờ các bậc tiền hiền tiên liệt và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, chưa tìm được tên. Hai bên là hai bức tượng rùa đội hạc oai nghiêm và linh thiêng. Khu di tích Bến Dược, Củ Chi cùng với địa đạo Củ Chi là một trong những địa điểm lịch sử, những nơi ghi dấu lịch sử của một dân tộc. Du khách muốn học hỏi, tìm hiểu lịch sử đấu tranh yêu nước của Việt Nam có thể tìm thấy ở nơi này. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!